Alo, giờ đây là âm thanh các bạn đang nghe từ cái mic không dây giá chỉ có hơn một củ. Hello mọi người, cũng lâu rồi mình không có sử dụng micro rồi để quay phim. Vừa hay là mình vừa tham khảo rồi cái con mic này giá bản đơn chỉ có hơn một củ thôi. Thấy đánh giá cũng khá là tốt nên là mình mua về trải nghiệm. Ok mọi người, thì cái này là bản mới nguyên luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ vải khui nó ra thôi. Bản này mình mua app voucher đồ vô thì chỉ có hơn một củ một chút xíu thôi. Bản đơn. Đây, nó sẽ ra bao gồm một cục và TX với cục RX cho mọi người. Mình là theo phương thức là rẻ nhất có thể. Sau đây nó sẽ có cáp sạc với lại là cáp để mình kết nối máy quay ha. Với cái cáp để ra tai kiểm âm với lại một cái bông lọc gió cho cái mic và gói thông ẩm. Có cái hộp này cũng ok. Với lại có nó có phiên bản mà có luôn cái hộp sạc để mình có thể bỏ cái mic này vô. Nghe đâu thì có thể là xài được 7-8 tiếng gì đó mọi người. Nếu mà có thêm cái hộp sạc nữa thì chúng ta có thể xài lâu hơn. Đây là một đống phụ kiện của sản phẩm bao gồm cáp sạc nè, là cáp kết nối qua cái máy quay của mình đó mọi người. Thì mọi người lưu ý nha, nếu mà mình sử dụng điện thoại thì mình nhớ mua cái bộ mà nó có luôn cái cáp kết nối với cái điện thoại của các bạn, ví dụ như cổng Type-C, cổng Lightning tùy theo điện thoại của mình, hoặc là mình phải trang bị thêm cái cáp để mình chuyển đổi để cắm vô ha. Alo, giờ đây là âm thanh các bạn đang nghe từ cái mic không dây giá chỉ có hơn một củ này nhé. Nó có bản 2 mic với lại là bản 1 mic và có nhiều cái option để cho các bạn có thể lựa chọn, có cả hộp sạc này, các bạn nhớ lưu ý nha. Còn đây là khi mà mình bật chế độ chống ồn, đó bấm vô đây. Có cả cái nút mute này nữa để chúng ta có thể là cắt không cho nó thu luôn. Thì hiện tại là mình đang ở trong phòng, ít bữa nữa mình sẽ test về khoảng cách đồ với lại chi tiết hơn. Tại vì cái này mới khô hộp thôi, thì nghe đâu hãng quảng cáo là được 200 mét thì vậy. Thấy cái độ xa thì mình thấy là nếu mà khoảng cách không vật cản nha, cỡ từ 100 mét lên là quá ổn rồi mọi người ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video sau nhé.